Mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ vẽ về tác phẩm đôi hài để gửi tặng các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Để vẽ được bức tranh đôi hài thì đầu tiên mình sẽ dùng một chế đi phác họa hình dáng của đôi hài. Khi đi vẽ phác họa thì các bạn hãy đi nét nhẹ rồi tránh tình trạng các bạn vẽ sai hoặc các bạn muốn chỉnh sửa, các bạn tải đi nét chế cũ nó sẽ không bị hằn lên giấy vẽ của các bạn. Mình sẽ vẽ nơ cho chữ hài của mình. Mình sẽ vẽ chiếc hài thứ hai. Nếu các bạn thấy những video của mình cảm thấy hay, hãy cho mình xin một lần like và đăng ký kênh thì tất cả các bạn có thể nhận thêm các bạn có video to. Như vậy là mình đã đi vẽ phác họa xong dáng bức tranh đôi hài của mình, và mình sẽ dùng bức tranh để đi tô và đi làm lại chỉnh sửa lại các nét trong tranh mình hay và đẹp hơn. Khi đi lại nét thì các bạn đi làm sao cho không nét tranh mà không bị đi trạch ra bên ngoài. Sẽ sang tô lại chữ hài thứ hai. Đến đây các bạn là thấy đẹp thì hãy cho mình xin một lượt like, lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có thêm nhiều động lực ra vẽ nhiều tác phẩm hay hơn nữa để gửi tặng cho các bạn.
bây giờ mình sẽ đi tô lại những chữ L này cho nó thấy có con L và xinh xắn hơn. Các bạn ơi, vậy là mình đã vẽ xong bức tranh đồi hải. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.